ngày mai mốt này đám cưới người ta chắc ghe xuồng đông vui dữ lắm. À mà không, thuyền kết qua đưa người ta xa xứ mới phải. Bữa đó chắc người ta mặc áo đầm đẹp lắm, mà chắc người ta cũng vui lắm nữa. Sao biết người ta vui? Vui thiệt là lâu rồi, mà sao người ta không chịu nói? À, thì tôi nói đâu có được đâu, tại tôi sợ. Sợ cái gì? Ngày mai tôi đi xa rồi đó, anh còn sợ cái gì nữa? Tôi sợ, sợ tiếng của người ta. Bộ tiếng của tôi khó lắm hả? Tiếng tôi thương tôi thì tiếng tôi cũng thương người ta mà. Không phải vậy đâu, nhà người ta giàu, còn nhà của tôi, nhà của tôi thì nghèo quá, nên tôi đâu có dám nói là tôi thương người ta. Nhìn sao sáng sớm.
hẹn kiếp sau, dường thế trong